Rồi, hello, mình xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình sẽ chia sẻ một cái bản ngọc của một vị tướng trợ thủ. Thì ở mùa này á, mình sẽ lên ngọc cho vị tướng này là thành hai bản ngọc nha mọi người. Một bản ngọc là mình dành cho đi trợ thủ và một bản ngọc là mình dành cho công phép nha. Thì đầu tiên mình sẽ lên bắt cái bản ngọc đầu tiên á, đó chính là bản ngọc trợ thủ nha. Bản ngọc trợ thủ thì mình lên giáp cộng 23, máu tối đa là 1162, tốc chạy là cộng 4%, hồi máu 5 giây là cộng 52, tốc đánh là cộng 10% và giảm hồi chiêu là cộng 6% nha. Thì bây giờ mình sẽ đi vào bản ngọc, mình sẽ tháo ngọc này ra, mình gắn lại cho mọi người nha. Đầu tiên á, 10 viên ngọc đỏ, mọi người hãy lên cho mình là tốc đánh 1%, máu tối đa là 33,7, giáp là 2,3. Tiếp theo là 10 viên ngọc tím á, thì mọi người hãy lên cho mình là máu tối đa, hồi máu và tốc chạy. Máu tối đa là cộng 45, hồi máu 5 giây là cộng 5,2 và tốc chạy là 0,4% nha. Cuối cùng là 10 viên ngọc lục á, thì mình sẽ lên là cái máu tối đa và giảm hồi chiêu nha. Máu tối đa là 37,5, giảm hồi chiêu là 0,6%. Thì đây là cái bản ngọc mà mình dành cho đi trả thủ nha mọi người. Và một cái bản ngọc nữa mình muốn chia sẻ đến mọi người, đó chính là cái bản ngọc dành cho công phép nha. Thì bản ngọc công phép á, thì mình sẽ lên như sau. Thì cái vị tướng này á, chơi được tới hai cái bản ngọc lận nha mọi người. Một bản ngọc là dành cho trợ thủ và một bản ngọc dành cho công phép. Thì công phép á, thì mình sẽ lên cái bản ngọc như thế này. Đầu tiên mình sẽ lên là công phép và xin giáp phép. Công phép xin giáp phép, đợi mình cái nghe mình kiếm đây. Công phép là 4,2, xin giáp phép là 2,4 nha. Còn về 10 viên ngọc tím và 10 viên ngọc xanh á, thì mình sẽ lên giống như là cái bản ngọc dành cho đi cho thủ thôi mọi người ơi. Nó chỉ khác nhau ở 10 viên ngọc đỏ thôi à. Ngọc tím thì mình lên dẫn máu tối đa, hồi máu và tốc chạy. Còn ngọc xanh á, thì mình dẫn lên là cái máu tối đa, giảm hồi chiêu. Đây. Máu tối đa và giảm hồi chiêu. Máu tối đa 37,5, giảm hồi chiêu 0,6. Nó cũng giống như cái bản ngọc đi trợ thủ, nó chỉ khác chủ yếu là ở 10 viên ngọc đỏ thôi nha mọi người. Nhưng mà mình cũng có thể lên 10 viên ngọc xanh này nè, ở bản ngọc công phép, đổi lại không lên máu tối đa giảm hồi chiêu, mà mình lên là tốc đánh và xin giáp phép cũng được nha. Vẫn được, tùy theo cái lối chơi của mọi người mà mình lên. Như cái mình lên này nè, tốc đánh là 0,6%, xin giáp phép là 6,4, thì mình lên 10 viên này vẫn được nha, không sao hết. Tại vì tùy theo cách chơi của mọi người á, cái cách này mình lên giảm hồi chiêu á, cái máu tối đa thì dành cho cái cách tốt cái tướng này hơn, là cái đi về cái hướng là phòng thủ hơn. Còn lên cái kia thì tấp đánh xin giấy phép thì nó sẽ nghiêng về công hơn, nên là nó sẽ khó mà bảo kê AD đó. Rồi tiếp theo mình sẽ chia sẻ cái phần lên đồ. Rồi trang bị nha mọi người. Đây, thì đây là cái trang bị mà dành cho đi trả thủ, mình sẽ chia sẻ cho mọi người. Thì cái trang bị dành cho đi chơi thủ á, đầu tiên mọi người hãy lên cho mình nè cái đại địa thần khiên. Món thứ hai là giày kiên cường. Món thứ ba mình sẽ lên cái khiên huyền thoại. Và món thứ tư á, mọi người có thể lên cái giáp GA hoặc là cái món công luôn mọi người. Món công phép luôn. Công phép đó chính là cái sách chi hồn nè. Tùy theo cái tình hình mà mình lên, nếu mà mình tem mình á, mà nó đã ok rồi, mạnh rồi, thì mình cứ lên cái này mình chơi thôi. Còn nếu mà mình đi bảo kê mà cần phải vững chắc để trâu bò hơn thì hãy lên cái giáp ga nha. Và món thứ tư mình sẽ lên cái giáp khốn khổ nha mọi người. Giáp khốn khổ hoặc là cuối cùng giáp khốn khổ cũng được, hoặc là mình lên một món thủ nào khác, đó chính là một món thủ như là cái này nè, cái khiên nè, cái khiên thất truyền nè, vẫn được nha. Cuối cùng thì mình có thể lên cái giáp phụ mệnh. Nhưng mà mình đi SP á mọi người, mình phiên mọi người đừng có lên cái giáp phụ mệnh nha. Tại vì mà mình đi trợ thủ quá nha, mà mình lên cái giáp phụ mệnh thì thật sự á, nó rất là yếu. Mình lên càng thủ nhiều thì nó càng ok. Mình lên những cái món thủ mà để mà đỡ đòn á, để cho bên đội bạn nó đánh á, thì rất là ngon lành luôn. Chứ mình lên cái giáp phụ mệnh thật sự á, khi mà chết sống dị nó cũng không làm được gì chứ. Nó chỉ dành cho những cái địa tướng AD thôi bạn, hoặc là đi gần vậy. Trợ thủ mà lên hát giáp phòng mệnh thì nó rất là yếu. Rồi tiếp theo mình sẽ chia sẻ một cái phần, đó chính là cái phần trang bị dành cho đi công phép. Đó là cái bản ngọc thứ hai mọi người. Thì công phép thì mình cũng lên cái món đầu tiên giống như cái món đi thủ thôi, trợ thủ thôi.
và cái đại địa đằng khiên. Món thứ hai vẫn là dày kiên cường luôn. Và món thứ ba thì mình có thể lên một món này nè, cái món phép nha, đó chính là cái trượng băng. Và món thứ tư á, thì nếu mà mình ok rồi, mình mà hơi xanh rồi, mình lên một món thủ cái đại khiên thì huyền thoại vẫn được. Còn không á thì mình vẫn lên một món công như cái sách hồi nãy á, cái sách này luôn nè, cái sách chi hồn vẫn được nha. Và món thứ năm mình sẽ lên là cái mặt nạ bay giết nha mọi người, mặt nạ bay giết đây. Cuối cùng mình sẽ lên một cái món công nữa hoặc còn món thủ nào đó, tùy theo tem bạn mà mình nhìn để mình lên đồ hai cái món cuối cùng nha. Thật ra hai cái món đồ cuối cùng á, nhìn theo tem bạn mà mình lên, thật ra nó rất là quan trọng nha mọi người, nó cũng đôi khi nó sẽ quyết định một cái trận đấu luôn á. Mình có thể lên một món thủ nào đó bất kỳ tùy theo tem bạn nha. Ở đây mình sẽ không lên giới thiệu cho mọi người, tại vì khi vô tem á, mọi người có thể lên một món bất kỳ tùy theo tem bạn mà mình lên, chứ mình lên tại cũng không được nha mọi người, đánh trang quá ok tốt. Rồi tiếp theo mình sẽ đi vào phần cuối cùng, đó chính là cái phần phù hiệu nha. Phù hiệu của vị tướng này á thì mình sẽ chọn cho nó là một á là cái sắc thương ở dưới đây, là mọi người dùng cho cái bản ngọc mà đi công phép á. Còn nếu mà mọi người đi trợ thủ nha thì mình sẽ chọn một cái ở giữa đây là cái phòng ngự nha mọi người. Đó là cái phù hiệu của nó là vậy. Rồi các bạn chia sẻ về trang bị bản ngọc phù hiệu của vị tướng Anitea ở mùa này đến đây là hết nha. Mình xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong các video tiếp theo nha.